Dạ vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, hiện tại bây giờ thì bên em đang thanh lý những đôi loa, thanh lý những cặp loa, thanh lý xả hàng cuối năm để anh em về nghỉ Tết sớm quý vị nhé. Như quý vị và các bác chúng ta đã biết là như hiện tại là dịch Covid-19 đang rất là phức tạp, cho nên là bên em sẽ tiến hành xả hàng. Sẽ tiến hành xả hàng cuối năm để cho anh em về quê ăn Tết sớm. Và hiện tại thì hai cặp loa này là em đang test cho anh Mãi Nhi. Rồi anh Mãi Nhi ở địa chỉ 821 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, JBL Passion 12, giá 5,5 triệu. Anh ấy đã chuyển khoản bên em 1 triệu rồi, còn thu 4,5 triệu nữa. Và một cặp là test cho anh Đức. Anh Đức ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, ở Passion 12, giá 5,5 triệu. Và anh ấy đã cọc 500,000 đồng rồi. Đấy. Vâng, khi quý vị và các bác chúng ta mua hàng thì những bác nào mà chúng ta lưu trữ lại một chút kỷ niệm với Cốc Cốc Audio chúng em thì bên em sẽ làm video test hàng để gửi cho quý vị và các bác. Đấy. Vâng, hai cặp loa này là hai cặp loa JBL Passion 12, hàng bãi Mỹ xịn quý vị nhé, hàng bãi Mỹ xịn. Đấy, test cho một cặp ở Hà Nội là anh Đức, một cặp là ở Hà Tĩnh anh Mã Nhi. Đấy. Cặp JBL Passion 12 này thì nó là dòng loa 3 đường tiếng. Đấy, dòng loa 3 đường tiếng, một bát 30, hai trung và hai chép. Lỗ thông hơi nằm ở phía sau. Lỗ thông hơi nằm ở phía sau. Thép e căng thép không gỉ. E căng thép không gỉ ở phía trước. Và đây là viền e căng màu vàng gôn, rất là đẹp và rất là chất luôn các bác nhé. Logo phát sáng khi mà chúng ta mở nhạc lên thì logo sẽ phát sáng quý vị nhé. Hàng bãi tuyển chọn cho nên là còn rất là đẹp từ những cái góc cạnh luôn các bác nhé. Còn rất là đẹp từ những cái góc cạnh luôn. Đấy, hàng bãi tuyển chọn mà đẹp đứt tay luôn các bác nhé. Đấy, hàng bãi tuyển chọn đẹp đứt tay luôn. Đấy. Hiện tại là bên em đang xả kho hàng Tết, cho nên là để quý vị và các bác giá là 5,5 triệu mà thôi một cặp này quý vị nhé. Hiện tại là em đang chơi bằng chiếc X7 đa xe Otic vang liền công suất tích hợp giải mã. Đấy, vang liền công suất tích hợp giải mã. Và đây, hai cặp loa thì em sẽ đấu dây như này, 1, 2, 3, 4. Đấy, 4 cửa ra thì chúng ta sẽ chơi được hai cặp loa bát 40 hay là hai cặp loa bát 30 như thế này thì rất là bình thường luôn các bạn nhé. Đấy. Với cặp loa này thì chúng ta có thể để nằm như thế này hoặc là chúng ta có thể treo lên, nó có hai ốc. Đấy, nó có hai ốc ở đây cho chúng ta treo lên, hoặc là chúng ta có thể để đứng. Đấy, để đứng thì nghiêng như thế này. Đấy. Vâng, và xả hàng số lượng có hạn quý vị nhé. Cho nên là các bác chúng ta đang muốn sở hữu hay là chúng ta đang tham khảo những dòng loa JBL Passion 12 như thế này thì các bác nhanh tay giúp em. Đấy, các bác nhanh tay giúp em. Nhanh tay thì còn hàng, mà chậm tay thì chắc là phải sang năm thì mới có hàng về tiếp được các bác nhé. Đấy. Giá chỉ có 5,5 triệu mà thôi. Bây giờ em sẽ mở nhạc lên, em sẽ test thử một đoạn nhạc cho quý vị và các bác. Và bác Đức, bác Mãi Nhi, chúng ta cùng nghe và chúng ta cùng thưởng thức nhé. Đấy, khi mà em mở nhạc lên, các bác có thể thấy đèn logo phát sáng luôn các bác nhé. Giọt mưa bên sông có con đò đẹp.
Đặt chọn niềm tin vào Cốc Cốc Audio chúng em. Và cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn tin tưởng ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em và theo dõi Cốc Cốc Audio chúng em lớn mạnh từng ngày. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều đã xem video, đã ủng hộ, đã chia sẻ và đã đóng góp những ý kiến trong thời gian qua. Bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bác. Bác nào mà chúng ta quên chưa ấn nút đăng ký kênh thì các bạn ấn nút đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em các bác nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.